Câu 4 này là một câu rất là dễ. Và cái dạng toán về tìm sản phẩm hiện vật cận biên thì anh cũng chú ý trong cái clip về các dạng toán kinh tế rồi. Và đây chúng ta giải quyết bài toán này rất là nhanh. Giải này thì chúng ta có cái sản phẩm hiện vật cận biên. Của lao động. Lúc này nó sẽ được ký hiệu là MPL hay một số sách còn ký hiệu là MPPL. Thì lúc này nó sẽ bằng Q phẩy M theo L và chúng ta sẽ thu được là giá trị lúc này nó là 30 này nhân với 1/3 mà chúng ta nhân thêm căn bậc 3 của K bình và nhân với cả căn bậc 3 của L mũ trừ 2 hay là nó chính là 1 chia cho L bình. Và từ đây chúng ta suy được là tại mức K0 bằng 27 và L0 bằng 25 thì chúng ta có được là MPL lúc này nó sẽ bằng là ta thay giá trị vào chúng ta thu được là 10 mà nhân với là căn bậc 3 của căn bậc 3 của 27 bình mà chia cho 25 bình và cái kết quả chúng ta thu được lúc này nó xấp xỉ. Nó xấp xỉ 10,53. Và từ đây chúng ta suy được ý nghĩa kinh tế. Là khi ta tăng L lên một đơn vị và trong trường hợp là giữ K không đổi khi đó thì ta suy được là sản lượng của doanh nghiệp lúc này sẽ tăng lên 10,53 đơn vị. Và các bạn chú ý là đây là cái mức mà tại K bằng 27 và L lúc này nó sẽ bằng 25.